Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Luận giải tử vi năm Quý Mão cho nữ mạng Nhâm Tuất thấy rằng mọi việc trong năm đều bình thường, công việc làm ăn không có gì thay đổi, mưu cầu công danh sự nghiệp cũng không quá đột phá. Tuy nhiên, về ngoại giao xuất hành thì gặp nhiều may mắn, mở mang được mối quan hệ làm ăn cũng như có tài lộc đưa tới. Nhâm Tuất, cố gia tri khuyển, tức chó về nhà. Tuổi năm 2023, 42 tuổi. Sinh từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 13 tháng 2 năm 1983. Ngũ hành bản mệnh đại hải thủy, tức nước biển lớn. Cung phi, cung càn, tướng tinh, tướng xương. Xương con chó, tưởng tình con chim chỉ. Sao hạn năm 2023 sao La Hầu, hạn Diêm Vương. Hạn tuổi năm 2023 hạn Hoàng Ốc, Kim Long. Xem tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng vào năm Quý Mão 2023. Đối với tuổi Nhâm Tuất nữ mạng trong năm 2023, công việc làm ăn có sự thay đổi, ký kết hung hợp làm ăn trong năm. Tuy nhiên, không quá thành công, trở về mọi việc khá bình thường. Bên cạnh đó, trong năm này, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, hao tản nhiều vào sức khỏe, chữa bệnh và cuộc sống gia đình. Xem tử vi năm 2023, nữ mạng Nhâm Tuất về thiên can. Thiên can tuổi Tuất mang thiên can Nhâm Thủy gặp năm Quý Mão là Quý Thủy Bình Hòa, do đó trở về trong năm có sự liên kết làm ăn, tuy nhiên không được thuận lợi. Ngoài ra nếu có đầu tư thì cũng có kế hoạch kỹ lưỡng, không nên vội vàng. Sức khỏe cũng cần phải chú ý cẩn thận, tình cảm gia đạo không được tốt, anh chị em trong nhà có lục đục bất hòa. Luận về địa chi Tuất gặp Mão là nhị hợp, chủ về trong năm có sự mở mang công việc làm ăn cũng như được quý nhân tương trợ, do đó bản mệnh dễ đạt được thành tựu như ý muốn. Tuy nhiên về ngũ hành Mão khắc thổ, do đó bản mệnh cần lưu ý sức khỏe, không nên quá lao lực. Lưu ý các tháng đầu năm công việc của quý nữ sẽ bận rộn và vất vả hơn. Luận về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh thủy gặp năm Mão mệnh kim, tương sinh rất tốt. Do đó trong năm Quý Mão gặp nhiều tin vui trong cuộc sống, mưu cầu công danh thuận lợi, dễ đạt được ý nguyện. Xuất hành, ngoại giao trong năm gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác. Luận về cung phi càn kim gặp cung phi tốn mộc, tức hỏa hại. Do đó, trong năm Quý Mão xét thấy cung phi bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong công việc, ngoài ra cần chú ý tới lời ăn tiếng nói kẹo dính chuyện thị phi không đáng có. Trong năm, khắc xuất mối quan hệ, do đó mọi việc đều phải tự thân vận động, ít nhận được sự giúp đỡ từ người thân hay bạn bè. Lưu ý, công việc không nên thay đổi, kẻo mọi việc càng bể tắc hơn. Xem tử vi năm 2023 cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, luận về sao chiếu mệnh. Sao La Hầu, tức Kim Tinh. La Hầu nghe tưởng vĩ vang, thản nhiên tài ách giữa đàn phải mang. Tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khẩn Phật rõ ràng mới yên. Sao La Hầu là một hung tinh, thường đem lại điềm dữ, không may mắn liên quan đến các vấn đề kiện tụng pháp luật. Do đó, quý cô tuổi Nhâm Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, kẻo dính phải những thị phi hay các chuyện về giấy tờ kiện tụng. Về sức khỏe thì cần lưu ý các bệnh về tai mắt, mão huyết. Tình cảm gia đình có nhiều buồn phiền khiến bản mệnh chán nản. Thời điểm xấu nhất trong năm Quý Mão là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người nào thuộc mệnh kim và mệnh mộc thì thường chịu ảnh hưởng của sao La Hầu nặng hơn các mệnh khác do sao này thuộc hành kim.
Xem tử vi năm 2023 luận về sao hạn, hạn Diêm Vương, xấu. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động rài văn thư. Giải nghĩa những câu thơ trên ta thấy, gặp hạn Diêm Vương thường kỵ về việc kiện tụng tiền bạc. Bản mệnh trong năm tiền bạc đi đâu không nên mang theo nhiều, kẻo tiền mất tật mang. Sức khỏe thì không được tốt cho lắm, đặc biệt cần phải chú ý nếu có sinh đẻ thì sẽ không thuận lợi. Tuy nhiên, chủ về có mưu cầu công danh sự nghiệp hay mở mang công việc làm ăn thì có tài lộc đem về. Tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng vào năm 2023 phạm hạn Kim Lâu và Hoàng Ốc. Hạn Kim Lâu chủ về không tốt cho tình cảm gia đình hoặc xây dựng nhà cửa. Hạn Hoàng Ốc không tốt cho việc nhập trạch về nhà mới. Xem vận niên năm 2023 cho nữ mạng Nhâm Tuất. Vận niên Mã trúng đao, xấu. Vận niên này tượng trưng cho hình tượng ngựa chiến bị thương, tức nếu trong năm bản mệnh có gặp vận niên này, không biết điểm dừng, chủ quan thì dễ gặp thất bại. Tốt hơn hết là nên mũ ni che tai, hạn chế cạnh tranh hiếu thắng, yên phận làm tốt công việc của mình, an phận thủ thư. Lưu ý trong năm, quý cô cần phải hạn chế xuất hành đi xa, cẩn thận các đường liên quan đến cầu phà sông nước. Công việc làm ăn thì khoan vội mở mang đầu tư nhiều tiền bạc, kẻo mất hết. Vào khoảng thời gian cuối năm thì mọi việc sẽ dần tốt hơn. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên hư địa lợi. Tuy năng lực bản mệnh thì khá tốt nhưng do không hợp thời, do đó đầu năm tất cả mọi việc đều gặp khó khăn. Mọi việc đều tự thân vận động, không có sự giúp đỡ từ người thân hay bạn bè. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng Nhâm Tuất sinh năm 1982 luận về các phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc tiền bạc của nữ mạng sinh năm 1982 có sự tiêu hao nhiều vào sức khỏe, mua sắm vật dụng trong gia đình. Ngoài ra có ý định mở mang công việc làm ăn nên cũng có sự đầu tư tiền bạc nhiều. Luận về phương diện sức khỏe. Đối với quý cô tuổi Nhâm Tuất sức khỏe không được tốt, cần phải chú ý các bệnh liên quan đến đường máu hoặc huyết áp. Bên cạnh đó khi tham gia giao thông nên phải cẩn thận, chú ý có tai nạn liên quan đến xe cộ. Luận về phương diện sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp trong năm Quý Mão có sự liên kết hùng hạp vốn làm ăn cũng như mở mang phát triển. Tuy nhiên bản mệnh không nên thay đổi công việc trong năm nay, không tốt và dễ gặp nhiều điều bất lợi thất bại. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm gia đạo không được khởi sắc cho lắm, gia đình thiểu hòa khí, xuất hiện những tranh cãi, mâu thuẫn giữa vợ chồng, có nhiều chuyện muộn phiền đưa tới, bên cạnh đó trong nhà có người già đau ốm trong năm nay. Luận về phương diện ngoại giao. Xét về phương diện xuất hành ngoại giao, quý cô tuổi Nhâm Tuất vào năm Quý Mão không được tốt, ra ngoài làm ăn chú ý thị phi đưa tới. Xuất hành đi xa dễ gặp những chuyện phiền phức không đáng có, gây cản trở cho công việc. Luận giải lá số tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng vào năm Quý Mão 2023 như sau. Tại cung chiếu mệnh có các sao, Quốc Ẩn, Nguyệt Đức, Tử Phủ, Lâm Quan. Bộ sau này mưu cầu về công danh sự nghiệp là tốt, gặp được nhiều may mắn, có quý nhân tương trợ giúp đỡ, tiền bạc cũng có sự hanh thông. Ngoài ra trong năm công việc làm ăn có sự mở rộng phát triển hơn. Tại cung xung chiếu có các sao Thanh Long, Lưu Hà, Trực Phù, Tuyệt. Bộ sau này chủ về không nên thay đổi công việc làm ăn hay đi xa, thường gặp nhiều điều bất lợi không được may mắn, mọi việc đều không được thuận lợi. Bên cạnh đó chú ý các đường về cầu phà hay sông nước. Tại cung tam hợp có các sao Thiểu Dương, Dưỡng, Thiên Không, Thiên La, Tướng Quân, Tuần, Lộc Tồn, Hồng Loan, Đào Hoa, Phúc Đức,
tử, triệt, bộ sau này trong tam hợp của mệnh chủ có lọc về tiền bạc đem tới, tuy nhiên cũng tiêu hao nhiều. Trong năm hạn chế không nên mở mang thêm công việc làm ăn, còn tình cảm gia đạo không được tốt. Bản mệnh ra ngoài được nhiều đối tượng khác giới chú ý, do đó dễ xảy ra ghen tuông giữa vợ chồng. Tại cung nhị hợp có các sao Thiên Việt, Tấu Thư, Đường Phù, Thiên Mã, Thiên Phúc, Tràng Sinh, Cô Thần, Tàn Môn, Tuần. Bộ sau này chủ về trong năm có quý nhân giúp đỡ, mọi việc khó khăn hóa thuận lợi, hành thông. Bên cạnh đó trong năm có tin vui về nơi ăn chốn ở, có thể mua nhà mới hoặc chuyển đến nơi ở mới tốt hơn. Tuy nhiên chú ý trong nhà có chuyện buồn đưa tới, tình cảm gia đình, người thân xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ. Kết luận. Qua luận giải lá số tử vi của nữ mạng nhâm tuất cho thấy tam hợp, xung chiếu và cung mệnh có thể thấy rằng nhiều phần tình cảm gia đình không được tốt, trong nhà thiểu hòa khí, có chuyện muộn phiền đưa tới. Ngoài ra về công danh sự nghiệp cũng có sự thay đổi nhất định, nhưng cần đặc biệt lưu ý xuất hành đi xa, cẩn thận sức khỏe, xe cộ. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng nhâm tuất sinh năm 1982 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng đầu xuân năm mới có lộc về đường ăn uống. Năm này được quý nhân phù trợ, do đó công việc hành thông có sự thăng tiến, được cấp trên và mọi người công nhận. Tháng 2 âm lịch, tháng này trong nhà xảy đến chuyện buồn, nhiều công việc không được suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó sức khỏe cũng cần phải chú ý, dễ mắc các bệnh đau ốm lâu ngày không khỏi. Tháng 3 âm lịch, tháng này có lộc đưa tới, tuy nhiên không nhiều, ra ngoài cần phải chú ý xe cộ gặp những tai nạn không đáng có xảy đến. Tháng 4 âm lịch, tháng này trong nhà có thể có tang sự, có chuyện buồn đưa tới. Bên cạnh đó công việc làm ăn cũng khó khăn, gặp nhiều bất lợi khiến bản mệnh muộn phiền. Tháng 5 âm lịch, tháng này bắt đầu khởi sắc hơn so với tháng trước ở nhiều khía cạnh công việc, sự nghiệp. Tuy nhiên cần chú ý ra ngoài gặp đối tác nên khéo léo, lựa lời mà nói, chú ý lời ăn tiếng nói kẻo bị hiểu lầm hoặc dính đến những chuyện thị phi không đáng có. Tháng 6 âm lịch, tháng này tiền bạc tài chính có sự hao hụt nhiều, chủ yếu là vào công việc và đi lại, mở rộng quan hệ. Công việc làm ăn kinh doanh buôn bán có sự đầu tư tiền bạc, bản mệnh cần phải có kế hoạch tài chính kỹ lưỡng kẻo tiền mất tật mang. Tháng 7 âm lịch, tháng này không nên hoặc hạn chế tối đa thay đổi công việc, cũng như không nên mở rộng phát triển công việc làm ăn, dễ gặp những thất bại hoặc không thành công như ý muốn. Tiền bạc hao hụt mà không thu hồi lại được vốn liếng, gây chán nản, nhục trí. Tháng 8 âm lịch, tháng này may mắn được quý nhân phù trợ trong công việc, khiến mọi sự hành thông được thăng tiến đề bạc. Tuy nhiên tình cảm gia đạo lại khá lận đận, vợ chồng bất hòa. Tháng 9 âm lịch, tháng này có nhiều khởi sắc về chuyện tình cảm gia đạo. Vợ chồng hòa thuận, thấu hiểu lẫn nhau, gia đình có tin vui về thêm người thêm của. Bên cạnh đó công việc vẫn trên đà tốt đẹp, mọi chuyện hành thông. Tháng 10 âm lịch, tháng này chú ý xuất hành ngoại giao không được thuận lợi, đi xa làm ăn cẩn trọng sức khỏe cũng như đi lại. Ngoài ra công việc làm ăn tháng này không tốt. Tháng 11 âm lịch, tháng này chủ về công danh sự nghiệp hay các khía cạnh khác đều khá bình thường. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý nếu có ý định mưu cầu công danh thì nên xem xét, sẽ dễ gặp thất bại khó khăn đưa tới. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Quý Mão có sự hao tổn tiền bạc vào trong buôn bán kinh doanh cũng như đầu tư kiếm lời. Ngoài ra trong cuộc sống có nhiều chuyện muộn phiền đưa tới cho bản mệnh. Xét thấy năm 2023 sẽ có các tháng tốt cho tuổi nhâm tuất nữ mạng là tháng 1, tháng 5, tháng 9 âm lịch. Kèm theo đó là sẽ có 4 tháng xấu, đó là tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Quý cô tuổi nhâm tuất cần đặc biệt lưu ý. Năm 2023, nữ mạng nhâm tuất cần phải kết hợp làm ăn với các tuổi nào để có thể được hành thông và thuận lợi?
Đối với nữ mạng nhâm tuất trong năm quý mão, công việc làm ăn tuy không được như ý muốn nhưng cũng có sự mở mang liên kết làm ăn và được mọi người giúp đỡ trong công việc, cho nên khi gặp khó khăn đều được giải quyết. Do đó, chọn người hợp tuổi đó là tuổi sinh năm 1963 hoặc tuổi sinh năm 1970 để công việc thêm phần may mắn nhé.